Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn em như ý nha. Sẽ có một số hoa giấy rất là nhiều loại muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình nha. Dạ rồi, em chào anh Thái, chào quý cô chú anh chị đang theo dõi video của em. Thì số điện thoại cũng như Zalo của em là 0707069329. Địa chỉ của em là ở gần làng Hoa Sa Đéc, Tăng Khánh Trung, Lấp Chợ Đồng Tháp. Thì không làm mất thời gian của mình, nên cho mình mã số 1 là một cây sakura phớt hồng của quý cô chú anh chị. Mã số 1 đang lên độ hoa rất là đẹp luôn quý anh chị, sakura phớt hồng. Chiều cao của cây này là 90, tán ngang của cây này là 70, hoành là hoành 22. Mã số 1 này em giao lưu của chú anh chị mình là 550.000. Cho mã số 1 một cây sakura phớt hồng cũng rất là bự luôn anh chị, 550.000 cho mã 1. Theo em lên của chú anh chị mình, mã số 2 là một cây tím bướm, tán ngang của cây này là 65, chiều cao của cây này là 75, hoành là hoành 15. Mã số 2 một cây tím bướm đang búp của chú anh chị. Em giao lưu của chú anh chị mình là 280.000 cho mã số 2, cây tím bướm. Tiếp theo em lên với cô chú anh chị mình, mã số 3 là một cây cam lửa, tán ngang cây này là 72, chiều cao của cây này là 85, hoành là hoành 25, củ bự hết anh chị. Giờ mình thay cái chậu rất là đẹp luôn. Mã số 3 cây cam lửa này em giao lưu của cô chú anh chị mình với cái mức giá là 360.000 cho mã số 3, 360.000. Tiếp theo em lên của chú anh chị mình, mã số 4 là một cây đỏ lửa, cái này đang búp hả anh chị, tán ngang của cây này là 70, chiều cao của cây này là 70, hoành là hoành 13. Mã số 4 một cây đỏ lửa đang búp, em giao lưu của chú anh chị mình là 260.000 cho mã số 4, đơn hàng 150 cho lên em bao ship mình toàn quốc. Tiếp theo em lên cho cô chú anh chị mình, mã số 5 là một cây dưa hấu, mã số 5 của anh chị, tán ngang của cây này là 75, chiều cao của cây này là 90, sát hoa cho anh quý chị em, hoành là hoành 19. Mã số 5 một cây dưa hấu em giao lưu là 450.000 cho mã số 5. Tiếp theo em lên cho cô chú anh chị mình, mã số 6 là một cây tím tiết, mã số 6 của anh chị, tán ngang của cây này là 75, chiều cao của cây này là 95, hoành là hoành 18. Mã số 6 một cây tím tiết này em giao lưu là 350.000, củ rất là bự luôn, thế anh chị về mình thay ra chậu rất là đẹp luôn. Mã số 6 350.000 cây tím tiết. Theo em lên cô chú anh chị mình, mã số 7 một cây cam lửa, tán ngang của cây này là 65, chiều cao của cây này là 88, hoành là hoành 19. Mã số 8 đó anh chị, một cây cam lửa này em giao lưu với chú anh chị mình là 330.000 cho mã số 7 của chị em nhầm, mã số 7. Thêm lên mình, mã số 8 là một cây ngũ sắc thái 5 màu, bao gồm đỏ, cam, vàng, trắng, phất hồng và hồng sen, cho mã số 8 một cây ngũ sắc thái 5 màu. Tán ngang của cây này là 70, chiều cao của cây này là 1m1, đang lên đủ 5 màu nha quý anh chị em. Hoành là hoành 18. Mã số 8 em giao lưu là 650.000 của chú anh chị, 650.000 cho mã số 8, cây ngũ sắc thái 5 màu, mã số 8. Tiếp theo em lên mình, mã số 9 là một cây dưa hấu đỏ anh chị, mã 9, tán ngang cây là 70, chiều cao cây này là 88, hoành là hoành 20. Mã số 9 nha anh chị, một cây dưa hấu đỏ em giao lưu là 450.000 cho mã số 9, 450.000. Tiếp theo em lên mình, mã 10 là một cây sakura, mã 10, tán ngang cây này là 60, chiều cao cây này là 92, hoành là hoành 18. Mã số 10 anh chị, sakura phớt hồng, em giao lưu với cô chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 400.000, 400.000 cho mã số 10. Số điện thoại em Zalo của em là 0707069329. Tiếp theo em lên mình, mã 11 là một cây dưa hấu đỏ đang búp anh chị, mã 11, tán ngang của cây này là 60, chiều cao của cây này là 80, hoành là hoành 18. Mã 11 của anh chị, một cây dưa hấu này em giao lưu của chú anh chị mình là 430.000, 430.000 cho mã số 11. Tiếp theo em lên của chú anh chị mình, mã 12 là một cây tím tiết, tím tiết cho mã 12 của anh chị, đàn cứng bồng của anh chị. Tán ngang của cây này là 75, chiều cao của cây này là 90,
hoành là hoành 20, mã 12 em giao luôn với cô chú anh chị mình một cây tím tiết là 320.000 cho mã số 12. Theo em lên mình mã 13 là một cây cẩm thạch tím siêu qua. Mã 13 của anh chị một cây cẩm thạch tím siêu qua. Tán ngang cây này là 77, chiều cao của cây này là 80. Hoành là hoành 25, mã 13 cẩm thạch tím siêu qua em giao luôn với chú anh chị mình với cái mức giá là 420.000 cho nên nó bị chày nhẹ hả anh chị. 420. Do nó già quý anh chị. Dạ, nó chày nhẹ thôi. Theo em lên của chú anh chị mình mã số 14 là một cây sakura phớt hồng cho mã 14. Sakura màu rất là đẹp. Tán ngang cây này là 80, chiều cao cây này là 97. Hoành là hoành 17, mã 14 sakura phớt hồng em giao lưu là 420.000 cho mã số 14. Tiếp theo em lên của chú anh chị mình mã 15 là một cây dưa hấu. Tán ngang của cây này là 75, chiều cao của cây này là 80. Hoành là hoành 19, củ rất là đẹp luôn quý anh chị. Mã 15. Một cây dưa hấu em giao lưu là 450.000 cho mã số 15. Thêm lên mình mã 16. Một cây ngũ sắc 5 màu Thái quý anh chị. Dạ, ngũ sắc Thái 5 màu. Tán ngang cây này là 80, chiều cao cây này là 1m. Hoành là hoành 19 với cô chú anh chị. Hoành 19. Thì mã số 16 giao lưu là 600.000 quý anh chị, 600.000 cho mã số 16 của cây ngũ sắc Thái 5 màu. Theo em lên mình mã 17 là một cây sakura phớt hồng cho mã 17. Tán ngang của cây này là 80, chiều cao cây này là 95. Hoành là hoành 15, mã 17 này em giao lưu của cô chú anh chị mình với cái mức giá là 420.000 cho mã số 17. Tiếp theo em lên của chú anh chị mình mã 18, một cây dưa hấu nữa anh chị. Đang búp cho mã 18. Tán ngang của cây này là 62, chiều cao cây này là 85. Hoành là hoành 18, mã 18 em giao lưu của cô chú anh chị mình với cái mức giá là 430.000. Cây này thì cũng đang rổ bốc quý anh chị. Cô chú chị mình mua từ 4-5 cây thì em bao ship mình, em gửi xe cho mình luôn ha. Đơn hàng 150 em bao ship mình toàn quốc. Xem lên mình mã 19. Cái ngang cây này là 75. Chiều cao cây này là 1m1. Hoành là hoành 23 quý anh chị, em đo cái bệ cho mình rất là bự luôn. Tổng bệ là 47. 47 anh chị, củ rất là đẹp luôn, anh chị tông này cao luôn. Mã 19. Thì mã 19 này em giao lưu của chú anh chị mình là 650.000. 650.000 trong cây ngũ sắc Thái 5 màu. Cuối clip lên mình mã 20 là cây dưa hấu. Tán ngang cây này là 70, chiều cao cây này là 85. Hoành là hoành 18, mã 20 này em giao lưu của chú anh chị mình là 420.000 một cây dưa hấu. Vậy đây cũng là cây cuối clip, thì rất cảm ơn của chú anh chị mình luôn yêu thương và ủng hộ video của em cũng như kênh của anh Thái. Hẹn gặp lại với cô chú trong những video tiếp theo. Rồi thì mình quay đại diện 20 mã số, quý anh chị em nào cần nguồn thì cứ liên hệ chỗ em Như Ý nha. Vườn thì còn số lượng. Thái Vi chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha.